Mạnh Thanh Phần lại bị phớt lờ, thật khó xử. Mạnh tiên sinh đi chuẩn bị trước đi nha. Đa tạ đạo diễn Lâm đã mời tôi thử trung tâm, rõ ràng rất không cam lòng nhưng vẫn thể hiện ra dáng dấp nhẹ như mây gió. Thật là một diễn viên giỏi nha. Kịch bản đã phát cho mọi người, 5 phút sau sẽ chính thức bắt đầu diễn thử vai. Cô Ti, kịch bản có nhiều lời thoại như vậy, 5 phút có thể nhớ được hết không? Nhìn qua một lần thì đã nhớ hết rồi. Cái gì? Bộ anh nghĩ rằng anh xem qua là nhớ sao anh? Những người khác vẫn còn đang đọc đấy. Đạo diễn Long, Nhan Đồng, tôi có thể diễn không? Nhìn đi, anh ta cũng nhớ rồi đấy đây. Anh ta là Nhất Ca, còn anh là diễn viên tiếng 18, được chưa? Có thể bắt đầu đi. Tuyết lớn qua ngày, âm thanh của người và chim trong hồ đều không còn. Hạt sương tràn lên trên trời và mây, núi và sông đều một màu trắng duy nhất. Kiền gia xin hãy cập bến. Dạo gần đây trong hồ ít có dấu chân người. Không ngờ lại có người lên đỉnh này giống như Trương Mổ đến thế. Quên đài một mình uống rượu thưởng tiệc. Không biết tiểu đệ có may mắn được cùng với quên đài uống một chén hay không? Anh ta đang đối diện với bạn đại diện, không hổ danh là Nhất Ca Ca. Người khuyên ta đi làm hàng thần. Trương công tử, ta ở trong lòng ngươi là loại người này sao? Ta một thân một mình không gì ràng buộc. Sở dĩ sống tạm bợ cho qua ngày chính là vì còn nhớ chết người, vẫn còn là lịch sử nhà Minh chưa sửa, trách nhiệm với nhà nước chưa hồi phục. Đại Minh coi như đã mất, nhưng lịch sử của Đại Minh thì không mất, huyết mạch của Đại Minh cũng chưa mất. Gốc rễ của Đại Minh, khí phách của Hán tộc cũng sẽ không thể mất. Lâm à, ngươi đi đi. Cú thạch quỷ thư này, chính là lời nhắn nhủ cuối cùng của một kẻ lục bình tới đây, đối với cô mất. Tiên sinh, diễn tốt lắm, nhất giả rồi. Bêu xấu rồi. Trong thời gian ngắn như vậy mà lời thoại lại nhớ rất rõ. Hai cảnh có sự trái ngược rõ ràng như thế, vậy mà anh ta có thể diễn như vậy, quen dễ làm, lại còn rất tự nhiên nữa chứ. Anh ta đóng phim cổ trang thật sự như một ôn nhã quân tử phong thái nhẹ nhàng vậy. Lần này phiền phức rồi đây, xem ra đạo diễn Lâm rất hài lòng với Mạnh Thanh. Đạo diễn Lâm, Nhan Động, tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Wow, cố thi sao lại đòi diễn ngay sau Nhất Ca vậy chứ? Cái gì, anh ta lại dám thử vai ngay sau Mạnh Thanh à? Là người là ai vậy, chưa thấy bao giờ. Người mới à, gan cũng thật lớn nha. Bắt đầu đi. Hạt sương tràn lên, trời và mây, núi và sông đều một màu trắng duy nhất. Trời bạc trắng hề, người cũng mênh mông.
Wow, động tác biểu diễn của người này nhìn rất cổ phong. Hân nhìn nhìn cũng rất tinh tế. Không những thế, anh ta vậy mà có thể thuận miệng kết hợp lời thoại cùng giai điệu cổ hát ra. Thiền gia, mau cập bến. Ai vô? Thu dọn một chút đi nha. Thật trùng hợp, thật trùng hợp. Chèo thuyền du ngoạn trong tiếc đến đây, không ngờ là có người nhanh chân đến trước, uống rượu một mình thưởng tiếc. Chị huynh đài này, không biết trương mổ có thể xin một chén rượu để uống không? Quá, người này vậy mà lại cua với nhan thần. Quả là không biết, quả là không biết lượng sức mình rồi đi. Nhan thần sẽ trả lời sao chứ? Người này vậy mà lại dám cua với nhan thần, đúng là không biết tự lượng sức rồi nha. Nhan thần sẽ tiếp chiêu sao chứ, dẫn sức tự nhiên bất kham này. Tuy quả nhiên là ngươi, trời ơi, nhan thần thật sự đáp lại kìa, ngưỡng mộ quá. Nhưng mà nhân thần lại thật sự diễn cùng cậu ta. Cậu ta có thể nhận được ngẫu hứng phát huy của nhân thần sao? Ai cũng có cao sơn lưu thủy gặp tri âm. Cái giang hồ, giang mổ, mình nói có lẽ hôm nay là Tây Hồ Tiết gặp tri âm thôi. Tên này đang làm gì vậy? Nhan Đổng sẽ không tức giận chứ? Cái quần của Nhan Đổng nhìn sơ qua đã thấy có giá trị không nhỏ rồi. Nhan thần và người này, Tông tử, nó cần gì phải làm như vậy? Hóa ra đây là cảnh tiếp theo rồi sao? Thật lợi hại nha. Vậy mà có thể hiểu ngầm như thế nè. Lâm Hà, ngươi đã là tri âm của ta, hẳn là không biết ta sống tạm bợ cho qua ngày, chỉ vì muốn tự tay sửa cho xong lịch sử của nhà. Sao vẫn còn khuyên ta đi làm hàng thần? Quân tử lưu tâm nghi ngờ thiên hạ, tông tử sao lại nhõng tâm nhìn thiên hạ loạn ly đến mức này? Ta không phải không biết tâm của ngươi gắn liền với thiên hạ, ta lại không thể không biết thiên hạ này vô luận đang là Chu Minh hay là Mãn Thanh, tóm lại đều là do người đi trị. Hả? Nhưng lòng ta đã chết mà ngươi cũng không hề sai. Chính là bề tôi của thời thịnh trị này. Nhưng đạo bất đồng, vậy thì không nên tiếp tục làm tri âm nữa. Ta sẽ hoàn thành thạch quỷ thư này, xem như là lời nhắn nhủ cuối cùng của ta với cố quốc. Lập cho non sông khắp nơi tàn tạ này quay về an bình. Ngươi đi đi, không tiện.
không tệ. Vừa rồi cậu diễn rất tốt. Cảm ơn anh cũng vậy. Người này xử lý cảnh sau cùng. Cậu ta vậy mà không rơi lệ, nhưng như vậy lại càng hợp với tuổi già, cõi lòng bi thương của Trương Đại. Là mình đã khinh địch rồi. Xin mời giữ kế tiếp, tiếp tục. Không cần. Cậu ta. Chính là Trương Đại. Biệt thự Tôn Cảnh, tổng giám đốc Ngôi Sao Giải Trí. Dáng vẻ người này cũng không giống như đang hưởng thụ. Còn ở đó mà nói lời châm chọc. Đi bảo Hứa Hoàng nói với Trương Nghi Thành, Đông Pha kỹ sự của ông ta tôi nhận. Đừng nóng nảy như vậy mà. Yên tâm đi, tôi sẽ làm cho việc của em không được chọn trở thành vết dơ lớn nhất của Trương đại kiện. Vậy thì vừa nãy em đã chút giận một hồi rồi, bây giờ đến lượt tôi nhé. Đạo diễn Lâm. Nhân động, cậu xem Weibo rồi chứ? Bắt ra. Dám công khai nói chúng ta tuyển diễn viên có nội tình đen tối. Ít thôi nghe, không cần để ném chất bẩn cho đối thủ là đoạn mà bọn họ hay dùng. Nghe giọng điệu nãy này của cậu, có thể cái sách ứng phó rồi. Tối nay đài truyền hình Chi Giang sẽ phát sóng trực tiếp tiếng của âm nhạc, tôi đã sắp xếp để cố ti đến đó. Cái gì? Đó chính là chương trình âm nhạc mang tính chất chuyên môn lớn nhất đấy. Cố ti không phải là người trong ngành âm nhạc, cậu ta làm sao tham gia? Uy, Nhan Động, cậu đang tính làm cái gì vậy hả? Tất cả nói chuyện bằng thực lực. Đạo diễn Lâm, chờ mà xem đi, tiếng của âm nhạc tối nay. Sẽ nói với mọi người, ai mới là công tử thanh thoát chân chính. Ê, cố ti đến rồi à? Người này là lâu như vậy không gặp, thật không ngờ cậu vẫn dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này để sống tiếp à. Nhìn kỹ một chút thì đúng thật là nhìn thôi đã nhịn không được nha. Người này là Ngô Thịnh. Hắn đã từng 5 lần quay lượt quấy rối nhân loại cố ti nhưng luôn bị từ chối. Cố tiên sinh, đây là phòng nghỉ của khách mời, xin anh đi ra ngoài chưa? Nửa tiếng nữa buổi phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu, tôi đặc biệt đến đây chờ cậu.
Bất quá tôi chỉ cảm thấy hứng thú với người đẹp thôi. Ngoại hình của Ngô Tiên Sinh thật sự là tôi yêu thích không nổi. Khẩu khí rất lớn nha, xem ra là có hậu thuẫn rất lớn rồi đây. Nghe nói chút xem đang ngủ cùng ông chủ lớn nào chưa? Hôm nay cũng làm tôi sung sướng một chút đi. Khống chế ta đâu có dễ dàng như vậy, ta đâu phải là nhân loại cố ti kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà ta lại không thoát ra được. An Thịnh, bên tổ chế tác đã xảy ra chút vấn đề, bảo anh lập tức qua đó một chuyến. Nó thật là mất hứng, biết rồi. Tới giờ nó đi ngủ rồi đó. Ăn, không ăn bỏ. Bà bố, lát nữa chúng ta tiếp tục nha. Đổ ra năm ba, vài ba hộp thôi. Đổ hộp sao ăn, nó bút ra bỏ luôn. Mày muốn chết rồi. Tôi rất trông đợi đấy. À Thịnh, đây là mặt bị sao vậy? Không cẩn thận, va vào cửa thôi. Tôi nói cho cậu biết lai lịch của tên cố ti này không nhỏ đâu. Nó chịu không có tê dữ lắm rồi. Hôm ăn hai lần luôn. Một diễn viên gì mà có thể lên được chương trình âm nhạc của chúng ta. Để cố thi đến rồi kìa. Phòng nghỉ của khách mời. Tiếng của âm nhạc. Nơi này là lâu như vậy không gặp. Thật không ngờ cậu vẫn dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này để sống tiếp ha. Gạo này có sâu sao? Bộ lâu lắm mà sao có sâu chứ? Nhìn kỹ hơn một chút thì đúng là thật. Nhìn thôi đã nhìn không được. Người này là Ngô Thịnh. Nhiều không? Thấy nó dính ở chân ở vô vô nó đang là mổ trong Thu gạo rồi tôi biết. cái đít lòng. Cái lon nó lâu quá rồi nó dính gạo cũ. Ngô tiên sinh, đây là phòng nghỉ của khách mời, xin anh đi ra ngoài. Bỏ tôi ra ngoài. Còn nửa tiếng nữa bộ phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu, tôi đặc biệt đến đây chờ cậu mà. Bất quá tôi chỉ cảm thấy hứng thú với người đẹp thôi. Ngoại hình của Ngô Tiên Sinh thật sự là tôi yêu thích không nổi. Khẩu khí rất lớn nha, xem ra là có hậu thuẫn rất lớn đây. Nói nghe chút xem, đã ngủ cùng ông chủ lớn nào chưa? Đêm nay cũng làm tôi sung sướng một chút đi. Muốn khống chế ta đâu có dễ dàng như vậy. Ta đâu phải là nhân loại của cố ti kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà ta lại không thoát ra được. Anh Thịnh, bên tổ chế tác sẽ ra chút vấn đề, bảo anh lập tức qua đó một chuyến. Mẹ nó thật là mất hứng. Biết rồi. Bảo bố, lát nữa chúng ta tiếp tục nha. Kinh tởm. Cố ti. Mày muốn chết à? Tôi rất trông đợi đấy. Anh Thịnh, anh đây là mặt bị sao vậy?
không cẩn thận va vào cửa thôi. Tôi nói cho cậu biết, lai lịch của tên Cố Ti này không nhỏ đâu. Một diễn viên vậy mà có thể lên được chương trình âm nhạc của chúng ta. Còn có vụ thử vai cho Trương Đại Kiện hôm qua, lại có thể thắng được Mạnh Thanh, tin tức nội bộ đang lan truyền khắp nơi. Hoàng tử, nói chung là trong buổi phát sóng trực tiếp tối nay cậu phải phối hợp thật tốt với tôi để xem tin này rốt cuộc thực lực đến đâu. Nếu như tin nhảy đó chỉ là một lọ hoa thì tôi cũng không cần phải khách khí với hắn nữa. Con người của An Thịnh có sở thích hay đặc biệt chứ, là hôm nay đã đụng chạm tay chân với Cố Ti tiên sinh rồi. Nhưng nếu cứ như vậy, Cố Ti tiên sinh, sợ là tối nay anh ấy lành ít chữ nhiều rồi. Đây là anh Thịnh nhưng mà đã kịp đuổi piano. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp, nhất định cũng vô cùng chờ mong xem ban tổ chức chuẩn bị nhạc cụ gì, rốt cuộc là loại nhạc cụ gì mà có thể khiến hoàng tử của chúng ta giật mình như thế này. Vậy thì mời nhân viên mang đạo cụ lên để chúng ta chứng kiến cuộc phong thái của Cố Ti tiên sinh đi nào. Còn nhạc cụ này, ngay cả nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng chưa chắc chơi được. Lần này anh Thịnh thật sự hơi quá đáng rồi. Xin đợi một chút. Các vị thật xin lỗi nhạc cụ vừa rồi. Tổ đạo cụ mang lên sai rồi ạ. Từ thái độ trách nhiệm với chương trình và khách mời, tôi cần phải thay nhạc cụ. Đồng thời, mời Cố Ti tiên sinh tự lựa chọn một đạo cụ thích hợp. Tiểu tử thối, cậu không muốn sống ở trong đài nữa hay sao? Anh Thịnh lầm này hơi quá đáng rồi. Trưởng đài cũng sẽ không đồng ý đâu. Không cần phải chọn nhạc cụ nữa. Anh Thịnh này, muốn dùng cái gì để thử ta? Thì ta đành dùng cái gì đó để diễn tấu đi. Nếu đã vậy thì mời các nhân viên đưa đạo cụ này lên đây đi. Chúng ta hãy cùng mở mắt đón chờ màn trình diễn xuất sắc của Cố Ti tiên sinh biểu diễn. Mau đi điều tra một chút. MC Cố Thịnh này, có gì đó không ổn. Ok, nhân động. Vậy thì tiếp sau đây, tôi đành tự bêu xấu rồi. Tỉnh tinh tinh. Thiếu niên nghe mưa ngồi hát trên lầu. Hồng Trúc hôn la trước. Trăng niên thân dụ khách chu chung. Dân phát vấn đề đỏ nhãn khiếu Tây Phong. Như Kim thính vũ tăng lư hạ. Tấn dĩ tinh tinh dạ. Bi quan ly hợp tổng quan tình. Nhất nhậm giai tiền. Điểm trích đáo thiên minh. Kinh ngạc đến ngây người. Đây thật sự là Cố Ti tiên sinh sao? Đây thật là tuyệt vời. Bây giờ hết người biết chơi đàn cổ,
tôi muốn thành ca đi fan luôn rồi. Phải nó khỏe đó, đây là ca khúc thần tiên gì vậy? Đây là Ngô Mỹ Nhân thính dụ của Tưởng Tiệp ở cuối đời Tống. Không ngờ Cố Ty tiên sinh vậy mà có thể diễn kịch cho một cách tuyệt vời như vậy. Trần Quảng được nghe ca khúc này đúng là có phúc ba đời. Không chỉ có vậy, bài hát này đặc biệt phù hợp với vai diễn trương đại sắp tới của tiên sinh. Mà biểu diễn này đủ để lấp miệng những kẻ tung tin đồn kia rồi. Tiên sinh chính là ứng cử viên độc nhất vô nhị cho trương đại. Thật xin lỗi, nước mắt không cầm lại được, tôi quá xúc động rồi. Cổ ty tiên sinh, không sao đâu, cảm ơn hoàng tử đã thừa nhận tôi. Phải rồi, tôi cũng phải cảm ơn anh Thịnh đã cho tôi một cơ hội để diễn tấu đàn cổ này nữa. Dùng cách này để giúp tôi giới thiệu Trương Đại Kiện. Mà cứ đợi đấy cho tao. Cố Ty tiên sinh, xin đợi một chút. Hoàng tử. Cố Ty tiên sinh. Ngày mai tôi có thể mời ngài dùng một bữa cơm không ạ? Tất nhiên là có thể rồi. Giờ 2 ngày, mai tôi rảnh. Có thật không? Vậy tốt quá. Cậu nhóc này, đáng yêu và tỏa nắng cũng được. Xem như một tiểu mỹ nhân. Tiếng chuông này là Cố Ty tiên sinh, mai gặp lại. Tiếng báo có tin nhắn ở WeChat. Chỉ có ký ức của ký chủ. Những mấy thứ hiện đại này vẫn chưa quen mấy. Nhưng mà ai lại tìm ra vào lúc này chứ? Nhân tầm. Buổi diễn tối nay rất xuất sắc. Ngày mai cùng đi ăn một bữa nha. Là bên ngọt có chút vị đắng bên trong ngọt nè, quả thực là mang đến hương vị nhân gian. Loại mỹ vị này bất kể ăn bao lâu cũng không ngán. Biết ngay là chưa từng ăn bánh gato sô cô la mà lại còn ăn bằng đũa nữa, thật là một tên cổ hủ. Nếu hôm qua cái tên Ngô Thịnh kia cho người diễn tấu nhạc cụ phương Tây, ngươi còn có thể ở đây nhàn nhã ăn bánh gato sao? Vậy mai không phải là một phần sức mạnh sao? Cho dù độ nổi tiếng có tăng lên một chút, nhiệm vụ tiến sáng có tiến triển, nhưng nhiệm vụ tiến tối kia cũng phải nắm chắc đó nha. Biết rồi, mèo thỏ tham ăn. Ăn chung meo. Vậy thì nói một chút đi, đối tượng cho tiếng tối này là ai vậy? Tao mới không thèm rơi vào bẫy của ngươi, đồ hồ ly thối. Đối tượng của tiếng tối ta cũng không thể tiết lộ được, nếu tiết lộ thiên cơ trái lại tao phải chịu trừng phạt. Bản thân ngươi tự lo lấy đi. Đối tượng có tiếng tối ấy à? Ta nên cân nhắc suy xét thật kỹ mới được. Tiên sinh có mang về không ạ? Không cần.
đó là ai? Tuy ngươi từng nói sẽ để ta tới tìm ngươi, buổi diễn tối nay rất xuất sắc, ngày mai cùng đi ăn một bữa nhé. Xin lỗi, ngày mai tôi có hẹn trước rồi. Hôm khác đi. Ngươi thật sự đã quên rồi sao? Cố Tư tiên sinh, anh thích mẫu người như thế nào vậy hả? Cái này á, hoàng tử cũng khiến tôi rất yêu thích đấy. Cố tiên sinh, hát tùng lộ, cách miếng mời thông thả dùng ạ. Hình như tôi không có gọi món này. Là do vị tiên sinh kia tặng nè. Vị kia là một người bạn rất đặc biệt. Bánh gato này đẹp quá, giúp tôi chụp một bức ảnh với nó nha. Cũng giống như lúc ấy, cuối cùng ngươi vẫn bỏ lại ta sao? Tuy cảm ơn nó tặng bánh gato hát tùng lộ cho tôi, so với cái bánh chu dương mua cho tôi lúc sáng ngon hơn nhiều. Lần sau cùng ăn nhé.